Đội tuyển Syria bất ngờ khi tới sân Thiên Trường, nghĩa là chuẩn bị chơi trận vòng loại World Cup. Để sẵn sàng cho trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria, tỉnh Nam Định đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, hứa hẹn tạo nên một buổi tối rực rỡ trên sân Thiên Trường. Trong buổi họp báo trước trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại sân Thiên Trường, Nam Định, huấn luyện viên Hector Cooper của đội tuyển Syria đã chia sẻ đây là lần đầu tiên đến Việt Nam và ông khá bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo cho trận sắp tới. Từ cơ sở vật chất đến sân bãi, huấn luyện viên từng hai lần vào chung kết Champions League cho biết thêm. Trao đổi với báo Tiền Phong trên đường Bích sân Thiên Trường, ông Đỗ Đình Điểm, giám đốc Trung tâm Thể thao Thành tích Cao Nam Định, đơn vị quản lý sân Thiên Trường, cho biết, ngay từ khi được chọn đăng cai trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria, Bộ Lao động tỉnh Nam Định và Trung tâm Thể thao Thành tích Cao Nam Định đã lên kế hoạch, xúc tiến chuẩn bị, đảm bảo trận đấu diễn ra thành công và gây ấn tượng tốt với người hâm mộ cả nước cũng như bạn bè quốc tế. Theo ông Đỗ Đình Điểm, về cơ bản, cơ sở vật chất của Thiên Trường ở tình trạng rất tốt, bởi mới được nâng cấp sửa chữa phục vụ SEA Games 31 là nơi diễn ra các trận bảng B môn bóng đá nam. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn cần bổ sung để đáp ứng tiêu chuẩn trận đấu có tính chất quốc tế. Ngày 18 tháng 6, các quan chức giám sát trận đấu đã tới thị sát sân Thiên Trường, sau đó cũng đón chào đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria tới tập luyện. Khi Syria đánh giá rất cao sự đón tiếp cũng như công tác tổ chức của Nam Định, trưởng đoàn Syria còn nói vui rằng tới Thiên Trường mà cứ ngỡ chuẩn bị tham gia một trận đấu thuộc vòng loại World Cup. Ông Đỗ Đình Điểm hào hứng chia sẻ, ngoài công tác đảm bảo chuyên môn, ban tổ chức cũng có những sự chuẩn bị đặc biệt cho trận đấu. Giám đốc Trung tâm Thể thao Thành tích Cao Nam Định tiết lộ vé đã được bán hết. Ngoài khán giả Nam Định còn có một lượng lớn người hâm mộ từ các địa phương khác tới theo dõi trận đấu, chắc chắn lấp đầy 30.000 chỗ ngồi trên sân Thiên Trường. Ông cho biết, ban tổ chức đã có sự trao đổi với các hội cổ động viên để thống nhất vị trí, cách thức cổ vũ, hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động tại Thiên Trường. Điểm nhấn sẽ là hình ảnh đại kỳ được tạo ra bởi các cổ động viên trên khán đài B, hứa hẹn gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Để trận đấu diễn ra thành công và an toàn, công tác y tế và an ninh cũng được chú trọng. Theo ông Đỗ Đình Điểm, bình thường một trận đấu V-League ở sân Thiên Trường sẽ có 500 đến 600 cán bộ chiến sĩ duy trì an ninh trật tự. Tất nhiên, với tầm quan trọng và tính chất quốc tế của trận đấu cấp đội tuyển diễn ra dịp FIFA Day, quân số huy động dự kiến đông gấp đôi, ông nói. Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng sẽ cùng ra sân. Và đây là câu trả lời của huấn luyện viên Chelsea. Ngày 19 tháng 6 năm 2023, huấn luyện viên Hector Cooper, người hai lần về nhì Champions League, nêu tên ba cầu thủ Việt Nam mà ông ấn tượng. Ngày 19 tháng 6 năm 2023, V-League nghỉ vì đội tuyển trẻ nên hay không? Ngày 19 tháng 6 năm 2023, vì sao đội quân của huấn luyện viên Chelsea phòng ngự thiếu chắc chắn? Ngày 18 tháng 6 năm 2023, huấn luyện viên Chelsea loại Tiến Linh khỏi đội tuyển Việt Nam. Ngày 18 tháng 6 năm 2023.